Số 355. Kinh Nhập Pháp Giới Tệ Tánh. Hé dịch đời tùy, Tam Tạng Xà Na Quật Đa, người nước Thiên Trúc. Một thuở nọ, Đức Bà Chà Bà cùng 500 vị tỳ kheo cư trú trong núi Kỳ Xà Quật thuộc thành Vương Xá. Khi ấy, vào lúc đầu hôm, đồng tổ Văn Thù Xá Lợi đến gặp Phật vì Như Lai đang trụ trong Tam Muội tên, nên Văn Thù phải đứng ngoài đợi. Sau đó, Như Lai ra khỏi Tam Muội thì thấy đồng tử Văn Thù Xá Lợi đứng ngoài cửa. Phật liền nói, này Văn Thù Xá Lợi, ông đã đến chỗ Như Lai thì hãy vào đây. Nghe Phật nói, đồng tử Văn Thù Xá Lợi thưa, lành thay Bạch Thế Tôn. Nói xong, Văn Thù Xá Lợi liền bước vào thất đến bên Phật, đảnh lễ sắc cho Ngài và lui ra đứng qua một bên. Thế Tôn bảo đồng tử Văn Thù Xá Lợi, ông hãy ngồi xuống. Đồng tử Văn Thù Xá Lợi thưa, lành thay Bạch Thế Tôn, con xin vâng. Nói xong, đồng tử Văn Thù Xá Lợi ngồi qua một bên chắp tay hướng về Phật thưa, Bạch Thế Tôn, vừa rồi Như Lai từ Tam Muội gì mà ra vậy? Phật dạy Văn Thù Xá Lợi, có Tam Muội tên là Bảo Tích, vừa rồi ta từ trong Tam Muội ấy mà ra. Văn Thù Xá Lợi bạch Phật, Bạch Thế Tôn, vì sao gọi Tam Muội ấy là Bảo Tích? Phật dạy Văn Thù Xá Lợi, ví như Phật Báu Đại Ma Ni, sau khi khéo mài sáng trong, đặt nơi sạch sẽ, thì nơi đất ấy sinh ra các châu báu không thể cùng tận. Cũng như vậy, này Văn Thù Xá Lợi, ta trụ vào Tam Muội này quan sát thấy chư Phật Như Lai ở khắp tất cả các phương Đông, Tây, Nam, Bắc, trên và dưới, trong vô lượng vô số thế giới khắp mười phương, cũng đang trụ vào Tam Muội này để nói pháp cho tất cả chúng sinh. Này Văn Thù Xá Lợi, khi ta trụ trong Tam Muội này, ta thấy tất cả các pháp là pháp giới. Này Văn Thù Xá Lợi, Tam Muội này còn gọi là Thật Tế Ấn. Nếu có người nam hay người nữ thuần hậu chất được vào hành ấn này thì có biện tài bất tuyệt. Văn Thù Xá Lợi bạch Phật, Bạch Thế Tôn, con có biện tài. Bạch Thế Tôn, con có biện tài. Phật dạy, này Văn Thù Xá Lợi, làm sao ông biết ông có biện tài? Văn Thù Xá Lợi thưa, Bạch Thế Tôn, ví như vật báu mani kia không nhờ vào nơi khác mà trở lại nương trụ vào thực tế. Bạch Thế Tôn, tất cả các pháp đều không chỗ trụ, chỉ trụ vào thực tế. Phật lại hỏi Văn Thù, ông biết thực tế chăng? Văn Thù thưa, đúng vậy, thưa Thế Tôn, con biết thực tế. Phật lại hỏi Văn Thù, sao gọi là thực tế? Văn Thù thưa, Bạch Thế Tôn, có ngã sở tế thì đó là thực tế. Có phàm phu tế thì đó là thực tế. Nghiệp hay quả báo, tất cả các pháp đều là thực tế. Bạch Thế Tôn, nếu ai tin như vậy là tin đúng đắn. Bạch Thế Tôn, ai tin một cách điên đảo tức là chánh tín. Hành hay phi hành đều là chánh hạnh. Vì sao vì chánh hay bất chánh chỉ là lời nói, nó không thể nắm bắt được. Phật dạy, này Văn Thù Xá Lợi, hạnh nghĩa là gì? Văn Thù thưa, Bạch Thế Tôn, hạnh là thấy nghĩa của thực tế. Phật dạy, này Văn Thù Xá Lợi, nghĩa tu đạo là gì? Văn Thù thưa, Bạch Thế Tôn, tu đạo là tư duy biết được nghĩa như thật của các pháp. Phật dạy, này Văn Thù Xá Lợi, đối với những người nam, người nữ mới tập tu, ông nói pháp thế nào? Văn Thù thưa, Bạch Thế Tôn, con đến chỗ các thiện nam, thiện nữ ấy, chỉ dạy cho họ có khả năng hiểu biết như con, ấy là đã nói pháp cho họ. Bạch Thế Tôn, con không giảng nói pháp diệt tham dục, các hoạn nạn, vì sao? Vì các pháp này, bản tánh của nó không sinh, không diệt. Bạch Thế Tôn, nếu ai diệt được thực tế, tức là diệt được những gì do ngã kiến sinh ra. Bạch Thế Tôn, đối với những thiện nam, thiện nữ mới phát tâm, con nói pháp làm cho họ không vướng vào pháp Phật, không chấp vào pháp phàm phu, và cũng khiến cho họ không còn khái niệm lấy hoặc bỏ các pháp. Bạch Thế Tôn, con sẽ nói pháp như vậy cho người nam hay người nữ mới phát tâm. Văn Thù Xá Lợi lại thưa, Bạch Thế Tôn, khi giáo hóa chúng sinh, Thế Tôn giảng nói pháp như thế nào? Phật dạy Văn Thù, khi ta giảng nói pháp cho tất cả chúng sinh,
thì không ra ngoài sắc và phi sắc, cũng chẳng lìa thọ tưởng hành thức mà giảng nói pháp. Này Văn Thù Xá Lợi, ta không nói gì khác ngoài lục, ngoài dục, sân, si, vân vân. Này Văn Thù Xá Lợi, ta giáo hóa là để khiến cho họ biết được pháp không thể nghĩ bàn. Vì ta giảng nói pháp cho họ, nhờ đó chứng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Văn Thù Xá Lợi, ta không từ bỏ một pháp nào, cho nên khi ta chứng quả Bồ Đề vô thượng, ta cũng không nghĩ mình đã chứng quả Bồ Đề vô thượng. Này Văn Thù Xá Lợi, những gì Phật nói đều là pháp giới, đối với các lực vô ý của Phật cũng là pháp giới. Này Văn Thù Xá Lợi, ta không thấy pháp giới có các cảnh giới. Trong pháp giới, ta không thấy đây là pháp phàm phu, đây là pháp A-la-hán, đây là pháp Phật Bích Chi và pháp chư Phật. Vì pháp giới ấy vốn không có hơn kém, cũng không nhiễm loạn. Này Văn Thù Xá Lợi, ví như sông Hằng, sông Yamuna, sông Khả La Bạt Đề, tất cả sông lớn ấy đều chảy vào biển cả, mà nước ấy chỉ có một vị mặn mà thôi. Cũng như vậy, này Văn Thù Xá Lợi, các pháp tuy có nhiều cách gọi khác nhau, nhưng khi nhập vào trong pháp giới thì chỉ đồng một hiệu. Này Văn Thù Xá Lợi, ví như trong đống ngũ cốc hỗn tạp kia thì không thể nào nói riêng từng loại. Cũng như vậy, trong pháp giới không có gì gọi là đúng, sai, nhiễm, tịnh, thánh nhân, phàm phu và cả pháp Phật. Vì văn tự không thể diễn đạt hết người khác của pháp giới, cho nên pháp giới mà ta nói đây rất khế hợp với thường quy. Vì sao? Này Văn Thù Xá Lợi, vì cảnh giới thuận nghịch ấy và pháp giới cũng không có hai tướng, không đến, không đi, không thể thấy, không có chỗ để sinh khởi. Sau khi Phật giảng nói pháp như vậy, Văn Thù Xá Lợi thưa: Bạch Thế Tôn, con không thấy pháp giới hướng đến đường ác, cũng không thấy hướng đến cõi trời, và cũng không thấy hướng đến niết bàn. Phật dạy Văn Thù Xá Lợi, nếu có người đến hỏi ông, vì sao biết hiện tại có sáu cõi? Người ta hỏi như vậy thì ông trả lời thế nào? Văn Thù Xá Lợi thưa, Bạch Thế Tôn, người ta hỏi như vậy thì con sẽ giải nói cho họ rõ biết. Bạch Thế Tôn, ví như có người mộng thấy cõi địa ngục, hoặc thấy cõi súc sinh, hoặc thấy kẻ Yamala, hoặc thấy Atula, thấy thân Atula, hoặc thấy cõi trời, hoặc thấy cõi người. Bạch Thế Tôn, những gì mà người kia mộng thấy thì đều sai khác, nhưng vì có người hỏi nên con mới trả lời, mà kỳ thật chẳng có cảnh giới và cũng chẳng có chúng sinh. Bạch Thế Tôn, cũng như vậy, mặc dù con nói về sự khác nhau của các cõi, nhưng pháp giới của nó thật không sai khác. Bạch Thế Tôn, nhưng người kia hỏi thì con sẽ giảng nói như thật cho họ rõ biết, chứ chẳng có cảnh này, cõi kia vậy. Bạch Thế Tôn, vì hàng thanh văn thừa, hay chấp vào niết bàn cho nên không thể nói thật nghĩa cho họ. Bạch Thế Tôn, những cảnh giới kia hiện tại đây còn không phân biệt được, mà chỉ nói đến danh tự của chúng. Vì sao? Vì còn chấp vào pháp giới, thì còn bị giới hạn. Bạch Thế Tôn, với như biển lớn có bảy thứ vật báu, đó là ngọc kha, san hô, vàng bạc vân vân, có thể sai khác nhau. Đây là vật báu trong biển, nhưng ở trong pháp giới không thể biết được tướng sai khác của nó. Vì sao, Bạch Thế Tôn? Vì pháp giới không sinh, không diệt, pháp giới không nhiễm, không tịnh, pháp giới không ô uế, không nhiễu loạn. Trong pháp giới ấy không có pháp gì diệt, cũng không có pháp gì sinh. Khi ấy Thế Tôn biết, mà vẫn cố hỏi Văn Thù Xá Lợi, ông biết pháp giới sao? Văn Thù thưa, Bạch Thế Tôn, đúng vậy, con biết pháp giới, tức là ngã giới. Phật lại hỏi, này Văn Thù Xá Lợi, ông biết thế gian chăng? Văn Thù Xá Lợi thưa, Bạch Thế Tôn, chỗ mà người huyễn hóa làm ra thì đó là chỗ thế gian.
Bạch Thế Tôn, thế gian chỉ có danh từ, không có vật thật, có thể thấy nên nói là thế gian hành. Bạch Thế Tôn, nhưng con không lìa bỏ pháp giới để thấy thế gian. Vì sao? Vì không có thế gian. Như thế, Tôn hỏi thế gian từ đâu mà có? Bởi vì tánh của sắc không sinh không diệt, thì hành ấy cũng không sinh không diệt. Thọ tưởng hành thức cũng vậy, tánh của thức này không sinh không diệt. Như vậy, hành cũng không sinh không diệt. Bạch Thế Tôn, như vậy một tướng nghĩa là vô tướng. Phật lại hỏi, này Văn Thù Sư Lợi, chẳng lẽ ông không nghĩ rằng hiện tại Như Lai ứng chánh đẳng giác sẽ diệt độ sao? Văn Thù Sư Lợi thưa, Bạch Thế Tôn, lẽ nào pháp giới có hình thành và có chưa hình thành? Vì pháp giới có hình thành, thì làm sao tránh khỏi sự hủy diệt? Phật dạy Văn Thù Sư Lợi, ông có tin Hằng Hà Sa Chư Phật thời quá khứ đã diệt độ chăng? Văn Thù Sư Lợi thưa, Bạch Thế Tôn, con tin. Chư Như Lai đều đến Niết Bàn, vì thấy Chư Như Lai thị hiện. Phật dạy Văn Thù Sư Lợi, ông có nghĩ chính ái dục đã làm cho chúng phàm phu chết rồi sinh trở lại không? Văn Thù Sư Lợi thưa, Bạch Thế Tôn, phàm phu con còn không thấy thì làm sao có tái sinh? Phật hỏi Văn Thù Sư Lợi, đứng trước Phật, ông có ưa thích nghe pháp không? Văn Thù Sư Lợi thưa, Bạch Thế Tôn, con không thấy ưa thích, cũng không thấy tướng ưa thích. Phật dạy Văn Thù Sư Lợi, chẳng lẽ ông không thích pháp giới chăng? Văn Thù Sư Lợi thưa, Bạch Thế Tôn, có thấy tất cả các pháp cũng là pháp giới, vậy lấy gì để ưa thích? Phật bảo Văn Thù Sư Lợi, nếu người ngã mạn nghe ông nói, họ rất sợ hãi. Văn Thù Sư Lợi thưa, Bạch Thế Tôn, nếu người ngã mạn sợ hãi, thì pháp giới cũng sinh sợ hãi. Pháp giới không sợ hãi, nên tất cả các pháp đều không có sợ hãi và không có tạo tác. Đây là Kim Cang. Phật bảo Văn Thù Sư Lợi, vì sao gọi là Kim Cang? Văn Thù Sư Lợi thưa, Bạch Thế Tôn, vì tánh của các pháp vốn không hư hoại, cho nên gọi là Kim Cang. Bạch Thế Tôn, vì Như Lai không thể nghĩ bàn, và các pháp cũng không nghĩ bàn, cho nên gọi là Kim Cang. Phật hỏi Văn Thù Sư Lợi, vì sao gọi đây là Kim Cang? Văn Thù Sư Lợi thưa, Bạch Thế Tôn, vì các pháp không thể suy lượng được, nên gọi là Kim Cang. Bạch Thế Tôn, các pháp là Bồ Đề, đó là Kim Cang. Phật hỏi Văn Thù, vì sao gọi đây là Kim Cang? Văn Thù thưa, Bạch Thế Tôn, tất cả các pháp không chủ tể, chỉ có danh xưng và văn tự. Các pháp không có đây, không có kia, tất cả đều không có chủ thể. Đây kia đều không có chủ thể, tức là như như vậy. Nếu để như như, tức là chân thật. Nếu là chân thật thì đó là Bồ Đề, cho nên gọi là Kim Cang. Bạch Thế Tôn, tất cả các pháp là cảnh giới của Như Lai, đó là Kim Cang. Phật dạy Văn Thù Sư Lợi, vì sao gọi đây là Kim Cang? Văn Thù Sư Lợi thưa, Bạch Thế Tôn, vì tự tánh của các pháp xưa nay vốn thanh tịnh, cho nên gọi là Kim Cang. Phật dạy Văn Thù, ông hãy mời tỳ kheo A Na Đà đến đây để thọ trì pháp bản này. Văn Thù thưa, Bạch Thế Tôn, trong đó con không thấy có một pháp nào có thể nói, có thể nghe. Bạch Thế Tôn, thật sự con còn không thấy có văn tự để diễn đạt, thì làm gì có cú nghĩa mà thọ trì? Phật dạy, lành thay, này Văn Thù Sư Lợi, ông nói rất hay về điều này. Này Văn Thù Sư Lợi, ta thấy phương Đông, trong vô lượng vô số thế giới, Chư Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng nói pháp bản này. Bây giờ trưởng lão Xá Lợi Phất từ trụ xứ của mình đi đến chỗ đồng tử Văn Thù Sư Lợi, nhưng không gặp Văn Thù Sư Lợi. Trưởng lão bèn đến chỗ Phật và đứng ở ngoài cửa. Khi ấy Thế Tôn bảo Văn Thù Sư Lợi, này Văn Thù Sư Lợi, tỳ kheo Xá Lợi Phất
đang ở ngoài cửa muốn được nghe pháp, ông hãy mời tỳ kheo ấy vào đây. Văn thù thưa, bạch Thế Tôn, cảnh giới của xá lợi Phất và cảnh giới của pháp giới, hai cảnh giới này chẳng lẽ ở trong, ở ngoài, ở chặng giữa, hay ở hai bên sao? Phật dạy, không phải vậy. Văn thù xá lợi thưa, bạch Thế Tôn, nói cảnh giới thật cũng chẳng phải cảnh giới thật. Như vậy, cảnh giới cũng chẳng phải cảnh giới, không ở trong, không ở ngoài, cho đến không đi, không đến, không đi. Bạch Thế Tôn, cảnh giới của xá lợi Phất tức là cảnh giới thật. Cảnh giới của xá lợi Phất tức là pháp giới. Bạch Thế Tôn, nhưng pháp giới này không xuất, không nhập, không đến, không đi, thì xá lợi Phất kia từ đâu đến, về sẽ đi về đâu? Phật dạy, này Văn Thù Xá Lợi, dễ như buộc ông phải đứng bên ngoài, còn ta và chúng thanh văn cùng bàn luận trong này, lẽ nào lòng ông không sinh khổ não sao? Văn Thù thưa, bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì pháp Thế Tôn nói không lìa pháp giới, nên Như Lai nói pháp tức là pháp giới tức là Như Lai, cho nên Như Lai nói pháp giới cũng chính là nói Như Lai, không phải hai, không phải một. Vì lời nói và người nói không lìa pháp giới, bạch Thế Tôn, do đó con không khổ não. Bạch Thế Tôn, trong hàng hà sa kiếp, nếu con không đến chỗ Thế Tôn giảng nói pháp, thì lúc ấy con không ưa thích cũng không sầu khổ. Vì sao? Vì nếu pháp giới có hai, thì mới có khổ não. Nhưng pháp giới chẳng phải hai, thì có gì sinh khổ não? Khi ấy Đức Thế Tôn bảo trưởng lão Xá Lợi Phất, này Xá Lợi Phất, có phải ông đến để nghe biện tài của Văn Thù Xá Lợi chăng? Xá Lợi Phất thưa, bạch Thế Tôn, con rất thích nghe, con đang muốn được nghe pháp mà Thế Tôn và đồng tử Văn Thù nói. Văn Thù Xá Lợi bạch Phật, bạch Thế Tôn, cho trưởng lão Xá Lợi Phất vào đây để nghe pháp. Thế Tôn bảo trưởng lão Xá Lợi Phất, này Xá Lợi Phất, ông hãy vào đây. Xá Lợi Phất thưa, lành thay, bạch Thế Tôn. Nói xong, Xá Lợi Phất liền vào thất đảnh lễ, đến đảnh lễ sát chân Phật, rồi lui ngồi qua một bên. Bây giờ Văn Thù Xá Lợi nói với trưởng lão Xá Lợi Phất, ông thấy thế nào mà đến đây? Xá Lợi Phất trả lời, tôi đến đây vì muốn nghe pháp mà thôi. Ở đây sẽ có pháp tối thắng, vì ở đây có Văn Thù Xá Lợi và Thế Tôn. Vì mỗi người đều có những luận thuyết và có cả sự diệu mỹ, thì chắc chắn sẽ có những bài pháp rất thâm sâu. Văn Thù Xá Lợi nói, đúng vậy, Xá Lợi Phất. Tôi nói pháp thắng, tối thắng thâm sâu. Xá Lợi Phất nói, thưa Văn Thù Xá Lợi, như vậy khi nói pháp này, nhân giả vì nghĩa gì mà cho là tối thắng thâm sâu? Văn Thù Xá Lợi trả lời, Xá Lợi Phất, pháp này khó hiểu và lãnh hội được, phàm những gì do ta nói ra đều không có nguồn gốc phát sinh. Như pháp ta đang nói đây cũng không có nguồn gốc phát sinh, và pháp phàm phu, pháp của các bậc La Hán cũng vậy, pháp của Như Lai nói đây cũng không có chủ thể và đối tượng, cho nên gọi pháp ấy là pháp bình đẳng. Dựa vào đặc tính bình đẳng, không trụ, không chấp, rốt ráo, vắng lặng mà nói các pháp, vì thế pháp ấy gọi là tối thắng. Xá Lợi Phất hỏi, thưa Văn Thù Xá Lợi, ông lấy nghĩa gì mà nói như vậy? A-la-hán lậu tận chẳng nhận được pháp khí này hay sao? Văn Thù trả lời, trưởng lão Xá Lợi Phất, A-la-hán chỉ đoạn tận những hoặc thô, dục sân si, thì sao có thể làm pháp khí đó được? Xá Lợi Phất, do ý nghĩa đó nên tôi nói rằng A-la-hán lậu tận chẳng phải pháp khí. Xá Lợi Phất nói, thưa Văn Thù Xá Lợi, do nghĩa này, này tôi xin thỉnh nhân giả, từ xóm này đến xóm khác, từ nhà này đến nhà khác, từ hang này đến hang khác, làm chỗ pháp lạc, biện tài cho những người muốn nghe pháp. Thưa Văn Thù Xá Lợi, vì tôi nghe Thế Tôn và nhân giả nói pháp không nhàm chán.
Văn Thù Sư Lợi nói, Đại Đức Xá Lợi Phất, Đại Đức nghe Pháp không chán chán. Xá Lợi Phất trả lời, Thưa Văn Thù Sư Lợi, tôi nghe Pháp không chán. Văn Thù Sư Lợi nói, Đại Đức Xá Lợi Phất, chẳng lẽ Pháp giới chấp vào Pháp đã nói sao? Xá Lợi Phất không. Văn Thù Sư Lợi, Đại Đức Xá Lợi Phất, đã nghe Pháp không biết chán, nhưng Pháp giới và cảnh giới của Đại Đức không hai không khác. Pháp giới ấy không chấp vào Pháp đã nói. Nếu chấp thủ thì nhàm chán, đã không chấp thủ nên không nhàm chán. Xá Lợi Phất nói, Thưa Văn Thù Sư Lợi, ngoài Chư Như Lai ra, có ai nghe Pháp như vậy không? Văn Thù Sư Lợi, Đại Đức Xá Lợi Phất, Đại Đức có tên Pháp Niết Bàn là Xá Lợi Phất không? Xá Lợi Phất, Thưa Văn Thù Sư Lợi, tôi tin. Văn Thù Sư Lợi, Đại Đức tin thế nào? Xá Lợi Phất, bản tánh của các Pháp vốn như vậy, nên tôi cũng không có Niết Bàn. Văn Thù Sư Lợi lại hỏi, Xá Lợi Phất, trưởng lão tin có Pháp bất tử chứ? Xá Lợi Phất, Thưa Văn Thù Sư Lợi, tôi tin. Văn Thù Sư Lợi, trưởng lão tin thế nào? Xá Lợi Phất, vì Pháp giới không diệt, không sinh, nên tôi tin như vậy. Văn Thù Sư Lợi, Đại Đức Xá Lợi Phất, Đại Đức tin A-la-hán chứng được, thì vô trí hoàn toàn dứt hết phiền não chăng? Xá Lợi Phất nói, tôi tin. Văn Thù Sư Lợi hỏi, Đại Đức tin thế nào? Xá Lợi Phất nói, vì vô trí tức là bình đẳng trí, nên A-la-hán hoàn toàn dứt hết phiền não. Vì sao? Vì chẳng phải chỉ có trí mới lìa vô trí, mà vô trí cũng lìa luôn. Nếu vô trí tận thì Pháp là vô trí, vì không có sự phân biệt. Lìa trí là A-la-hán lậu tận. Văn Thù Sư Lợi hỏi Đại Đức Xá Lợi Phất, Đại Đức tin Pháp giải thoát của A-la-hán lậu tận không? Xá Lợi Phất trả lời, Thưa Văn Thù Sư Lợi, tôi tin chắc như vậy. Văn Thù Sư Lợi hỏi, Đại Đức tin thế nào? Xá Lợi Phất nói, các Pháp ấy lìa các Pháp, nhưng không chấp trước các Pháp. Tôi tin như thế. Văn Thù Sư Lợi hỏi Đại Đức Xá Lợi Phất, Đại Đức có tin đời trước, Chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, diệt độ mà không đắc Niết Bàn không? Xá Lợi Phất trả lời, tôi tin. Văn Thù Sư Lợi lại hỏi, Đại Đức tin thế nào? Xá Lợi Phất nói, Thưa Văn Thù Sư Lợi, vì cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn ấy, không sinh không diệt, nên tôi tin như thế. Văn Thù Sư Lợi hỏi Xá Lợi Phất, Đại Đức tin chư Phật cũng chỉ là một chứ? Xá Lợi Phất nói, tôi tin. Văn Thù, Đại Đức tin thế nào? Xá Lợi Phất, Thưa Văn Thù Sư Lợi, Pháp giới không thể phân biệt, tôi tin như vậy. Văn Thù Sư Lợi hỏi Đại Đức Xá Lợi Phất, Đại Đức tin cõi của chư Phật là cõi của một Đức Phật không? Xá Lợi Phất, tôi tin. Văn Thù Sư Lợi hỏi, Đại Đức tin thế nào? Xá Lợi Phất, Thưa Văn Thù Sư Lợi, cõi của chư Phật ấy đều giống nhau, vì cõi vô tận cũng vô tận, tôi tin như vậy. Văn Thù Sư Lợi hỏi Xá Lợi Phất, Đại Đức tin các Pháp không thể chứng, không thể diệt, không thể tư niệm, không thể tu tác không? Xá Lợi Phất, Thưa Văn Thù Sư Lợi, tôi tin. Văn Thù Sư Lợi, Đại Đức tin thế nào? Xá Lợi Phất, Thưa Văn Thù Sư Lợi, tự thể không tự biết tự thể, bản tánh không lìa bỏ bản tánh, tự thể không chứng, cũng không có tư niệm, không chống trái nhau, không sinh, không diệt, không lấy, không bỏ, an trụ hoàn toàn vào cảnh ấy. Tôi tin như vậy. Văn Thù Sư Lợi, Xá Lợi Phất, Đại Đức tin cảnh giới hữu vi, ở trong cảnh giới ấy, không có pháp sinh, không có pháp diệt, cũng không chứa nhóm chứ. Xá Lợi Phất, tôi tin. Văn Thù Sư Lợi, Đại Đức tin thế nào? Xá Lợi Phất, Thưa Văn Thù Sư Lợi, tánh của các Pháp không thể nắm bắt được, nên biết hoặc sinh, hoặc diệt, hoặc chứa nhóm, hoặc trụ. Tôi tin như vậy. Văn Thù Sư Lợi, Đại Đức Xá Lợi Phất, Đại Đức tin trong cảnh giới Bát Nhã Ba La Mật Đa có danh từ A-la-hán không?
Xá Lợi Phất, tôi tin. Văn Thù Sư Lợi, đại đức tin thế nào? Xá Lợi Phất, thưa Văn Thù Sư Lợi, nhàm chán các hành trong pháp giới bát nhã là cảnh giới A La Hán. Nhân thể của pháp giới là lìa, chẳng phải thể của dục sân si. Vậy A La Hán đâu lìa pháp giới? Tôi tin như vậy. Văn Thù Sư Lợi, đại đức Xá Lợi Phất, đại đức tin các pháp đều là cảnh giới nhẫn của Phật không? Xá Lợi Phất, tôi thật có tin. Văn Thù Sư Lợi, đại đức tin thế nào? Xá Lợi Phất, thưa Văn Thù Sư Lợi, bản tánh của Thế Tôn thì giác, còn tự tánh thì lìa. Tôi tin như vậy. Bây giờ Văn Thù Sư Lợi nói, lành thay, như tất cả cảnh giới mà đại đức giải thích cho tôi, tôi hỏi thế nào, đại đức trả lời đúng như thế đó, cho nên tôi biết được có các hành như vậy. Khi ấy Thế Tôn nói với trưởng lão Xá Lợi Phất, này Xá Lợi Phất, nếu có người nam hay người nữ thọ trì theo nghĩa lý của bổn pháp này, hoặc giải thích cho người khác, hoặc đọc tụng, thì người đó mau đắc biện tài. Xá Lợi Phất thưa, đúng vậy thưa Thế Tôn, đúng vậy thưa Thiện Thệ, đúng như những gì Đức Thế Tôn đã nói. Bà Thế Tôn, đời trước chúng sanh kia đã từng cúng dường chư Phật Thế Tôn, Ngài đã an lập cho thiện nam thiện nữ ấy pháp ấn này, hết thảy chúng sinh ấy sẽ đắc đại giác. Trưởng lão Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Thế Tôn, pháp bổn này tên là gì và chúng con thọ trì như thế nào? Phật dạy trưởng lão Xá Lợi Phất, này Xá Lợi Phất, bổn pháp này tên là những câu hỏi của đồng tử Văn Thù Sư Lợi. Phật đã giảng nói nên thọ trì như vậy, cũng gọi là nhập pháp giới. Nên thọ trì như vậy, cũng gọi là thực tế, nên thọ trì như vậy. Này Xá Lợi Phất, thiện nam thiện nữ ấy nên cung kính như vật báu. Nếu thọ trì pháp bản này, hoặc đọc tụng tư duy, thực hành đúng như vậy thì sẽ đắc pháp nhẫn vô sinh. Nếu làm cho người khác sinh căn lành, dù ít tụng đọc, nhưng thường nói nhiều nghĩa pháp cho họ, thì sẽ đắc biện tài bất tuyệt. Sau khi nghe Phật giảng nói câu này, đồng tử Văn Thù Sư Lợi và các đại Bồ Tát khác, thường tọa Xá Lợi Phất và các tỳ kheo khác cùng thiên chúng, Càng Tát Bà, A Tu La, vân vân đều hoan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.